Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình, chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, theo quan niệm của phong thủy, tiếng kêu nhịp nhàng của con lắc đồng hồ sẽ giúp ngôi nhà bạn tăng thêm nguồn sinh khí tốt lành. Trong khoa học phong thủy Đông Phương, mọi đồ vật ở thể động trong nhà đều ảnh hưởng đến phong thủy nhà ở. Đó có thể là những tác động tích cực làm sinh sôi vận khí hay ngược lại. Đặc biệt có một số lỗi phong thủy đồng hồ gia chủ tránh phạm phải kéo tán ra bại sản, tiền vàng đội nón ra đi. Vậy những điều đại kỵ khi treo đồng hồ trong nhà đó là gì? Phù Quý Tài Lộc sẽ tiết lộ ngay sau đây. Xin mời quý vị theo dõi. Thứ nhất, tuyệt đối không kê theo chiều hướng ngược vào trong nhà. Một điều đặc biệt mà bạn không thể không chú ý đến đó là vị trí đặt đồng hồ. Khi treo đồng hồ thì lựa chọn vị trí kê đặt và sắp xếp phù hợp là vô cùng quan trọng. Cần phải xem xét thật cẩn thận, kỹ lưỡng, tránh việc tiện đâu đặt đó, thích đâu bày đấy. Bởi lẽ nếu treo sai vị trí, phạm phải những chỗ không hợp, kiêng kỵ sẽ mang lại những điều không may, trái với mong muốn gia chủ. Theo đó, xét về góc độ phong thủy, vị trí đặt tốt nhất là nên để đồng hồ hướng ra ngoài cửa chính hay ban công, chứ tuyệt đối không kê theo chiều hướng ngược vào trong nhà. Như vậy sẽ làm đảo ngược quỹ đạo của ngôi nhà của bạn. Mặt khác, khi nhà vắng người thì không gian căn phòng sẽ rất yên tĩnh, im lặng, trống vắng. Cho nên nếu đặt đồng hồ theo đúng hướng thì vẫn tạo cảm giác tràn đầy năng lượng và sức sống cho căn phòng. Khi đó, con lắc đồng hồ vẫn không ngừng dịch chuyển, đung đưa nhịp nhàng theo giai điệu, thúc đẩy và tăng cường vận khí vận hành, tạo cho bạn một cảm giác ấm áp hơn. Thứ hai, không treo quá nhiều đồng hồ trong một phòng. Trừ khi bạn là thợ sửa đồng hồ trong nhà, có thể treo nhiều hơn một chiếc. Còn trong các trường hợp còn lại, chỉ nên treo một chiếc đồng hồ trong mỗi phòng mà thôi. Treo quá nhiều đồng hồ trên 3 chiếc trong cùng một phạm vi dễ dàng gây ra sự xáo trộn, bất an. Tiếng chảy của kim đồng hồ đôi khi nhiều gia chủ còn đặt báo thức hoàn toàn không tốt chút nào theo quan niệm phong thủy học. Nếu bạn cần sự có mặt của nhiều hơn một chiếc đồng hồ, hãy dùng đến đồng hồ nhỏ để bàn. Tránh việc trang trí nhà với quá nhiều đồng hồ treo tường. Nếu đặt quá nhiều đồng hồ, khi chuông đồng hồ đồng loạt kêu lên, dễ tạo ra những âm thanh không tốt hay còn gọi là thanh sát. Điều này làm suy giảm tinh thần của chủ nhân cũng như tất cả các thành viên trong gia đình, tạo cảm giác luôn lo lắng, cảm thấy bất an, hoảng loạn trong người. Thứ ba, không treo đồng hồ đối diện đồ vật có hình dáng giống nó hay hình bát quái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của gia chủ, tạo cảm giác khó chịu, ức chế, dễ nổi nóng và bực bội trong người. Đặt treo đồng hồ trong phòng khách nên chọn nơi có phương vị thanh long là tốt nhất. Đây là vị trí hướng về bên trái tường của phòng khách, tính từ phía trong nhà nhìn ra ngoài. Thứ tư, không nên bài trí đồng hồ ngay phía trên ghế sofa. Tại sao lại như vậy? Như chúng ta cũng biết, phòng khách với ghế sofa là nơi để con người ta tiếp khách nghỉ ngơi, thư giãn và giải trí sau những khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. Chính vì thế, ta cần thả lỏng tâm hồn để tâm khí thoải mái, dễ chịu và tinh thần tốt, vui vẻ. Nếu như bài trí đồng hồ ngay trên đó sẽ dễ gây áp lực về tâm lý, tạo cảm giác không tốt, nặng nề cho người ngồi phía dưới. Thứ năm, tuyệt đối không treo đồng hồ trên đầu giường ngủ. Ngoài một số vị trí kể trên thì trong thực tế vẫn có nhiều người thích kê đặt và bài trí đồng hồ trong phòng ngủ. Có thể là đầu giường hay phía cuối giường, tùy theo ý muốn cá nhân.
giải đáp cho câu hỏi này, quan niệm phong thủy cho rằng khi treo đồng hồ trong phòng ngủ, nhất là vị trí phía đầu giường, sẽ vô cùng bất lợi, gây ảnh hưởng tiêu cực không tốt. Việc bạn treo cho mình một chiếc đồng hồ phía ngay trên đầu giường ngủ cũng giống như việc cầm tấm bia đặt lên trên phần mộ vậy. Bởi lẽ cách treo đồng hồ như vậy sẽ đối nghịch với sự trường thọ của chủ nhân nó, gây tổn hại đến sinh khí, ảnh hưởng đến sức khỏe, tuổi thọ con người. Chính vì vậy cho nên người ta rất hay kiêng kỵ việc treo đồng hồ trong phòng ngủ, nhất là phía trên đầu giường, thậm chí chỉ là đối diện với chiếc giường, vì nếu kê đặt như vậy sẽ tạo ra không khí u buồn, lãnh đạm, tẻ nhạt. Nhưng nếu xét cho cùng, muốn treo đồng hồ trong phòng ngủ của mình, bạn phải tuân theo một nguyên tắc nhất định và nên tránh đặt ở các vị trí đầu giường, đối diện hay phía cuối giường, còn các vị trí khác có thể chấp nhận được. Quý vị thân mến, ngoài chức năng và tính thẩm mỹ, phong thủy đồng hồ còn ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe và tài khí của gia chủ. Vậy phong thủy treo đồng hồ cần được chú trọng. Vậy hướng treo đồng hồ theo phong thủy ra sao? Đâu là vị trí treo đồng hồ trong nhà thích hợp? Cách treo đồng hồ trong nhà hợp phong thủy như thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. 1. Hình dáng đồng hồ. Đánh vào thị hiếu người tiêu dùng, các nhà sản xuất hiện nay cho ra đời nhiều mẫu đồng hồ với kiểu dáng cực kỳ đa dạng và độc đáo. Thế nhưng, dưới góc độ phong thủy, đồng hồ hình thù kỳ quái không tốt cho gia chủ. Do đó, bạn nên chọn các mẫu đồng hồ hình vuông, hình tròn với kích thước hợp lý. Đây là những hình dạng đồng hồ phổ biến được yêu thích. Đồng hồ hình vuông góp phần thúc đẩy khả năng lãnh đạo tiềm ẩn, tốt cho công việc. Đồng hồ hình tròn biểu thị cho sự hòa đồng, lương thiện, trung thành và ổn định. Đồng hồ hình trái tim tượng trưng cho đời sống tình cảm tốt đẹp, phát huy tốt trí tưởng tượng. Đồng hồ hình quả lê có khả năng thúc đẩy phát triển các mối quan hệ xã hội. Mặt khác, hình dáng đồng hồ treo trong nhà cũng nên phù hợp với các cung vị ngũ hành. Chẳng hạn, gia chủ mệnh kim nên chọn đồng hồ hình tròn, mệnh mộc chọn đồng hồ hình chữ nhật, mệnh thổ chọn hình vuông, vân vân. Ngoài ra, nên tránh chọn đồng hồ có góc cạnh sắc nhọn, thường là góc nhỏ hơn 45 độ. Về kích thước, đồng hồ treo tường nên có kích cỡ tương xứng với bức tường nó ngự trị. Bởi lẽ, đồng hồ quá nhỏ hay quá lớn đều làm mất sự cân đối, hài hòa, ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ tổng thể của căn phòng. Hơn nữa, đồng hồ quá lớn còn tạo ra cho bạn cảm giác mệt mỏi, có thể gây áp lực thời gian. 2. Chất liệu đồng hồ. Để chọn chất liệu đồng hồ phù hợp, bạn nên căn cứ vào bản mệnh của gia chủ. Mỗi chất liệu sẽ tương ứng với một bản mệnh khác nhau, cụ thể như sau. Người mệnh kim chọn đồng hồ kim loại. Người mệnh thủy chọn đồng hồ làm bằng chất liệu kính thủy tinh. Người mệnh mộc chọn đồng hồ gỗ treo tường. Người mệnh hỏa chọn đồng hồ nhựa. Người mệnh thổ chọn đồng hồ thạch cao. 3. Treo đồng hồ theo phong thủy như thế nào để rước lộc vào nhà? Để chọn được hướng treo đồng hồ hợp phong thủy, gia chủ có thể căn cứ vào tuổi của mình để lựa chọn. Nếu chọn hướng treo theo tuổi gia chủ gây bất tiện trong quá trình sử dụng, bạn hãy xem theo tuổi của các thành viên khác trong gia đình. Xét về phong thủy đồng hồ, gia chủ cũng nên lưu ý đến vị trí hướng treo đồng hồ cho từng không gian chức năng khác nhau. Trong đó, phòng khách và phòng làm việc là phổ biến nhất. Nên treo đồng hồ ở phương trung tước, phương nam với hàm ý chuyển động tích cực
hoặc treo ở phương Thanh Long, phương Đông, phương Cát Tường. Nên treo đồng hồ ở phía bên trái của phòng khách, không nên treo đồng hồ ở phương Huyền Vũ, phương Bắc, bởi phương này biểu thị cho trạng thái tĩnh. Cũng không nên treo đồng hồ ở phương Bạch Hồ, phương Tây, vì đây là phương giữ, tránh treo đồng hồ phía bên phải phòng khách. Sau phòng khách thì phòng làm việc là không gian chức năng, nên có sự hiện diện của một chiếc đồng hồ treo tường để theo dõi giờ giấc, giúp bạn chủ động và linh hoạt thời gian hoàn thành công việc của mình. Bạn có thể treo đồng hồ ở bất kỳ vị trí nào trong phòng ngoại trừ bức tường phía trên bàn làm việc. Nên treo đồng hồ ở vị trí dễ dàng quan sát nhất. Tùy vào kích thước bức tường mà bạn chọn cỡ đồng hồ sao cho phù hợp. Quý vị thân mến, trên đây là một số lưu ý khi treo đồng hồ trong nhà, góp phần mang lại cho gia chủ sức khỏe dồi dào, gặp nhiều tài lộc. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Phú Quý Tài Lộc sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.